Hey mọi người, hôm nay mình sẽ thử ăn cái món xương rồng tai thỏ này nha. Đây là hai chậu xương rồng tai thỏ mình đặt từ một tuần trước thì hôm nay người ta mới giao tới nè. Bây giờ mình sẽ lựa cái nhánh nào mà to thì mình sẽ lấy ra mình ăn nha mọi người. Mình nghe nói cái món này cũng ngon và có nhiều chất dinh dưỡng nữa nên hôm nay mình sẽ ăn thử và chấm muối ớt nha. Mình đem rửa sạch hết phần này rồi mình sẽ dùng dao mình cắt mấy cái nhỏ nhỏ này đó mọi người, như cái gai của nó hay sao á. Cái phần kim mua thì nó cũng còn non á nên mình đụng nó mềm mềm, nó không có cứng nha mọi. Cái món này làm mày cũng lẹ lắm luôn á, không có gì mà mất thời gian hết trơn. Mình chỉ cần rửa sạch, cắt cái gai xong rồi mình ăn với muối ớt thôi. Vì mình thấy nhiều anh chị ăn ngon dữ quá nên cũng mua về ăn để cảm nhận coi vị nó như thế nào nè. Mình xong cái phần xương rồng rồi thì mình qua mình đâm một chén muối ớt cay nha. Bây giờ thì mời mọi người ăn xương rồng với kim nha. Vì cái gai này mềm á nên mình đứng mình rọc thì cũng nhanh lắm luôn á. Và sau khi ăn mình cảm nhận thì cái này không nên ăn với muối luôn mọi người, ăn không nó sẽ ngon hơn. Có điều bên trong nhớt của nó rất là nhiều. Mình ăn được cái phần non á nên ăn nó giòn giòn, nó không có quá cứng. Và mình càng nhai lâu thì mình cảm nhận nó có một vị chua chua nhẹ hay sao á mọi người.